Y án, con gái 16 tuổi giết mẹ ở miền Tây. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang hôm nay đang thụ lý điều tra về vợ bà Nguyễn Thị Lan, 48 tuổi, ngụ tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho bị giết. Tin tiết bất ngờ là nghi phạm trong vụ án là con gái của bà Lan. Vào tối ngày 18 tháng 3, bà Lan được phát hiện chết trước cửa nhà và có vết đâm ở trên người. Kết quả khám nghiệm được cho thấy nạn nhân có vết thương thấu ngực, mất máu, cấp dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ thủ phạm. Qua xác minh ban đầu, chiều tối cùng ngày, bà Lan cùng với con gái 16 tuổi đi làm về đến nhà thì thấy ông Tiến 46 tuổi, người chung sống với người vợ chồng bà Linh đang nằm ở trên võng. Khi thấy bà Lan, ông Tiến liền lớn tiếng chửi, sau đó khuyên chở chị gái đi công việc. Lúc sau, bà Lan được phát hiện tử vong. Ông Tiến được mời về trụ sở công an để làm việc. Trong quá trình công an điều tra về vụ việc, Khuyên đã bất ngờ ra đầu thú và khai nhận chính mình đã giết mẹ ruột rồi đổ lỗi cho ông Tiến. Khuyên khai rằng do mẹ vì mẹ la rầy nên đã gây ra vụ việc nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng vừa tạm giữ thiếu nữ này để tiếp tục điều tra về vụ sát hại